Chào các bạn, như hôm qua mình đã hứa các bạn trong buổi livestream tối hôm qua, hôm nay Chu Hồng sẽ đi dạo phố và sẽ chia sẻ với các bạn một điều rất đặc biệt là đã tìm thấy những chậu hoa hồng bán trên chợ hoa Tết Xuân Bắc Giang. Thưa các bạn, hiện nay là mình quay sáng hôm nay các bạn nhé. Và hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2021 mình mới làm video này cho các bạn, video clip cả để các bạn xem. Trước khi đi mình sẽ vào đây ăn bát phở, nghe nói đây là một quán phở vịt ngon nhất Bắc Giang mang tên phở vịt Lộc Bình các bạn ạ. Mới đầu giờ sáng nhưng tất cả mấy chục bàn gần như không còn bàn nào còn không các bạn nhé, không còn có bàn nào là không có người ngồi cả. Và bây giờ mới là tầm cỡ 7 giờ 30 sáng các bạn ạ, 7 giờ 30 sáng ngày 27 Tết, tức mùng 8 tháng 2 năm 2021. Mình bắt đầu ăn phở xong và ra đường đi xuống khu chợ mà khả dĩ có một bạn nói rằng chợ này có bán những chậu hoa hồng. Mình đang đi thẳng đường Nguyễn Thị Lưu kéo dài xuống đường rẽ lối vào đường Minh Khai, thành phố Bắc Giang. Thưa các bạn, những hình ảnh các bạn đang đón thấy trên màn hình, hôm nay đã là 27 Tết, nhưng đường xá vẫn vắng tanh, chứng tỏ ảnh hưởng của dịch Covid lan tỏa đến khắp ngõ ngách cuộc sống của người dân, và đến hiện giờ không khí Tết vẫn chưa biểu hiện rõ ràng ở một thành phố mang tiếng là đông dân nhất tỉnh Bắc Giang này. Thưa các bạn, trước mặt các bạn là chuẩn bị rẽ vào phố đường Lê Lợi, cái phố mà Chu Hồng nghe có một bạn nói là ở đây bán rất nhiều hoa hồng. Cho nên hôm nay Chu Hồng sẽ mục sở thị đến tận cái phố này để các bạn xem các bạn nhé. Ở bên đường thì hàng hóa bày bán tết rất là nhiều, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng của một chậu hoa hồng bất kỳ nào. Tất nhiên Chu Hồng đang đi xe chậm với tốc độ 7 đến 8 km một giờ các bạn ạ. Thưa các bạn, đây chính thức là phố Lê Lợi, kéo dài suốt từ đầu chợ thương trung tâm thành phố Bắc Giang đến Dĩnh Trì. Thưa các bạn nhé, đường này kéo rất dài, tầm cỡ khoảng độ 4 cây số các bạn nhé. Và đây các bạn đã đến đầu chợ. Các bạn nom kỹ bên tay phải là chuyên bán hoa tươi vào những buổi sáng sớm, và chủ yếu là hoa hồng Đà Lạt được nhập về đây bán buôn và bán sỉ. Và Chu Hồng cũng không thấy không khí nhộn nhịp của bất kỳ hương vị ngày Tết nào, mà cũng chỉ cảm thấy bình thường như ngày thường. Những ngày thường sáng sớm ở những chợ hoa này bán sỉ này là rất đông các bạn, chợ đầu mối. Các bạn nom thấy những người đang chẳng hoa lên đấy. Đây là những người bán buôn các bạn ạ. Người ta đang bán buôn và người ta sẽ lấy về các vùng chợ huyện các bạn nhé. Và Chu Hồng cũng chưa hề nom thấy bất kỳ một bóng dáng của một chậu hoa hồng nào. Nhưng ở đây chủ yếu là bán hoa hồng cắt cành. Các bạn nom thấy những ô tô này là chở hoa hồng cắt cành Đà Lạt nhé, nhập từ trong Đà Lạt và các nơi bán sỉ đến đây để người ta giao buôn các bạn ạ. Đây, phố này cũng tượng trưng là phố bán hoa các bạn hôm nay, nhưng rất nhiều hàng Tết chưa thấy có người mua. Hôm nay các bạn ạ, hôm nay đã là 27 Tết các bạn nhé, 27 Tết rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là 30, nhưng không khí các bạn đã như Chu Hồng đã nom thấy, các chia sẻ các bạn, chưa nom thấy nhộn nhịp. Nếu như những năm bình thường không mắc bệnh dịch thì ở thời điểm này rất là nhộn nhịp. Thưa các bạn, nhân tiện Chu Hồng đi tìm chỗ hồng, Chu Hồng đã đi quanh một vòng cho các bạn yêu hồng trên trang YouTube Chu Hồng ngắm nhìn toàn cảnh một phần thành phố Bắc Giang những ngày cận Tết, nhất là những đường hoa, đường bán hoa chính của thành phố Bắc Giang. Mình đã cua sang bên tay phải các bạn ạ. Ở đây có nhiều rất dịch vụ bán hoa, như các bạn nhìn thấy là chậu các loại, vẫn là cây quất, vẫn là những cây quất và vẫn là những cây hoa thuần túy bán ngày thường. Đây là những hoa thuần túy bán ra buôn ngày thường các bạn đấy. Nó nên cúc qua hàng trăm bó các bạn nhé. Ở đây chủ yếu người ta bán sỉ thôi, người ta cũng bán lẻ các bạn ạ. Các bạn nhớ là Chu Hồng đã quay lại vẫn đường Lê Lợi cũ, nhưng mình đã sang bên phải để cố gắng tìm cho mình một chỗ hoa hồng. Như có một bạn nào chia sẻ, đây các bạn nom toàn hoa hồng cắt cành, chủ yếu hoa hồng này từ Đà Lạt và các vùng lân cận trở về các bạn nhé. Đây mình đã dừng xe và cũng quay chậm chậm để các bạn xem toàn bộ khung cảnh. Những người chuyên nghiệp bán hoa, các bạn nắm thấy cúc đại đoá, hoa hồng cắt cành và nhất là loại hoa khác cắt để thành những đống rất lớn và để chờ giao bán sỉ bán buôn cho các chợ huyện các bạn nha.
mà không khí bây giờ mình vẫn chưa thấy tấp nập gì. Đây cũng là một nhà chuyên bán hoa nhưng đã được bày trí rất nhiều hoa Tết các bạn nhá, rất nhiều hoa Tết đã được trang trí rất cẩn thận. Mình nom hình như thấy có rất nhiều hoa lan các bạn ạ, rất nhiều hoa lan và rất nhiều loại hoa bán được dịp Tết này các bạn nhé. Phố này không phải là chợ bán hoa Tết các bạn nhé. Chợ bán hoa Tết là ở trung tâm thành phố Bắc Giang, chỗ hành chính công như hôm qua Trung Hồng nó quay cho các bạn hôm 25 Tết ở đó. Còn đây là một cái phố chính bán hoa, ngày nào cũng bán hoa nhưng chủ yếu là bán buôn, là cái chợ đầu mối, chúng ta tạm gọi là chợ đầu mối. Nhưng bây giờ Tết thì họ cũng tận dụng những không gian này để người ta bán hoa các bạn ạ. Đây, ở đây cũng cả bàn đào quất, bởi vì không gian này là rất rộng, cả phố này không phải tất cả đều bán hoa, có rất nhiều cửa hàng khác nhau. Nhưng hôm nay người ta đã nghỉ và những người buôn bán hoa Tết đã tận dụng không gian trống này để bán hoa trong những ngày Tết. Các bạn thấy không, một không khí chưa có gì là Tết ở một trung tâm như thế này, chứng tỏ một lần nữa Trung Hồng nhé các bạn, dịch Covid ảnh hưởng quá lớn tới đời sống thường ngày của mỗi chúng ta. Và không biết rằng những chậu quất như thế này, Trung Hồng hỏi bà chị bán quất này, các bạn là một chậu quất đẹp không ạ? 1,2 triệu chậu này nhé. Mình hỏi bà chủ nãy nói là 1,2 triệu. Chậu này có thể có hàng không kém gì 500 đến 700 quả quất các bạn, hàng nghìn quả quất. Và chị đấy vừa chỉ là bón, mình hỏi là bà chị bảo nó 1,2 triệu một chậu đấy các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ rằng chỉ khoảng độ 1 triệu là có thể mua được chậu quất này nếu định mua các bạn ạ. Nhưng hiện nay chậu quất này các bạn đâu nhá, nó cao tầm cỡ 2,5 mét. Còn những chậu này thì cao cỡ 1,8 mét các bạn ạ. Còn đây là một quầy bán những hoa tổng hợp. Tổng hợp. Đây rồi các bạn ơi, chú Hồng đã thấy 2 chậu hoa hồng mà bạn nào đã nói trong buổi livestream tối hôm qua. 2 chậu hoa hồng điều, nhưng dáng dấp như thế này không thể chơi Tết các bạn ạ. Có 3 chậu hoa hồng như thế này, nhưng hình như người ta mới bứng ở ruộng lên cho nên bị động rễ và vàng lá. Các bạn nom thật kỹ, hậu chậu hoa hồng đào giống như giống của chuông hồng, nhưng xác sơ và nom như thế này thì không thể kê Tết. Tức các bạn, qua một quãng đường rất dài, cả ngày hôm 25 Tết và hôm nay là 27 Tết, và đi suốt từ nãy đến giờ các bạn xem mình đi một đoạn đường rất dài, bây giờ mình mới mục sở thị cho các bạn xem thấy những chậu hoa hồng khả dĩ người ta bày bán Tết. Và những hình ảnh như các bạn đang nom thấy thực sự cũng là chưa thuyết phục để những chậu hoa hồng xứng đáng để chúng ta ngắm Tết. Bên kia đường cũng vậy các bạn nom ạ, rất nhiều hoa nhưng không hề có một chậu hoa hồng nào. Chú Hồng tưởng rằng, tin tưởng rằng có lẽ 3 chậu hoa hồng đào đó là duy nhất ở thành phố Bắc Giang này người ta đã đem bày bán Tết các bạn ạ. Thưa các bạn, thế mới biết rằng trồng được một chậu hoa hồng đẹp nở trúng Tết là một thách thức đối với rất nhiều bạn yêu hoa hồng, kể cả đối với những nhà vườn có kỹ năng kỹ thuật cao siêu. Cho nên cả một chậu hoa rộng lớn như thế này không hề có những chậu hoa hồng xứng tầm để bày bán Tết. Cho nên việc Trung Hồng năm nay không truyền tải tới những chậu hồng tới các bạn được do rất nhiều lý do, trong đó có lý do dịch Covid là cũng là một điều đáng tiếc. Và sự hiếm hoi đó cũng đã đem nâng tầm những chậu hoa hồng của chúng ta lên một tầm mà rất nhiều người muốn khao khát, xứng đáng là mệnh danh loài hoa vua của các loài hoa. Thưa các bạn, bây giờ đã là 8 giờ, hơn 8 giờ các bạn nhé. Trời bây giờ là rất ấm, hình như sáng hôm chiều hôm nay gió Bắc sẽ tràn về miền Bắc. Cho nên là thời tiết ở bây giờ rất ấm, trời không nắng. Và chú Hồng đang mục sở thị cho các bạn xem toàn bộ khung cảnh ở đường Lê Lợi, không phải là chợ hoa Bắc Giang, nhưng đường này cũng chủ yếu bán hoa quanh năm. Nhưng Tết người ta đã tận dụng không gian trống để bán hoa, chúng ta tạm gọi là chợ hoa. Và bây giờ chú Hồng cũng lại sẽ quay đi một vòng qua thành phố Bắc Giang để các bạn mục sở thị, nhất là các bạn chưa đến thành phố Bắc Giang bao giờ, ngắm những quang cảnh thành phố Bắc Giang ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng Chạp âm lịch, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021. Đây các bạn nom, đường phố này rất nhiều cơ quan công sở nhưng rất vắng, nhưng hàng trăm cái ô tô đỗ ở bên đường, chứng tỏ rằng kinh tế ở thời điểm hiện tại ở rất nhiều tỉnh thành
trong nước ta, trong đó có tỉnh Bắc Giang, cũng là để đến sự sầm uất và rất nhiều ô tô các bạn đó mẹ. Thưa các bạn, chú Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành 11 phút xem hết video này và mục sở thị những chậu hoa hồng đã bán tại chợ hoa thành phố Bắc Giang. Thực là lạ kỳ nhưng chú Hồng vẫn truyền tải cho các bạn hình dáng và màu sắc của chậu hoa đó, và qua đó các bạn có thể cảm nhận được những gì hiếm hoi của những chậu hoa vua, đó là hoa hồng. Chú Hồng xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.